chào các bạn, mình là Phú đây. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta sẽ khôi phục lại cái máy tính của chúng ta như trạng thái ban đầu, như lúc mà chúng ta mới cài đặt máy. Thì cái cách làm này nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được cái thời gian để chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian để cài lại Windows cũng như là những cái phần mềm kèm theo để chúng ta sử dụng. Thì cái cách làm này đó là chúng ta sẽ bung ra cái file God. Cái file này chúng ta sử dụng cái phần mềm có tên là Norton God á. Chúng ta cài đặt máy tính xong, chúng ta cài những cái phần mềm cần sử dụng đến đó. Sau đó chúng ta sử dụng cái phần mềm Norton God, chúng ta sẽ tạo ra một cái bản backup chúng ta để trên máy tính chúng ta. Khi máy tính nó xảy ra sự cố, chúng ta chỉ việc bung cái file này ra thì cái máy tính chúng ta nó sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu và chúng ta chỉ sử dụng, đỡ tốn thời gian để chúng ta cài đặt máy lại từ đầu ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm này, mời các bạn cùng theo dõi nha. Ok, thì để làm được cái việc này á, đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó là cái đĩa CD Iron Boot. Thì cái phiên bản mà mình đang sử dụng trong cái bài chia sẻ này đó là cái phiên bản Iron Boot 15.1. Thì các bạn có thể sử dụng cái phiên bản thấp hơn một chút xíu hoặc là cao hơn nữa cũng được. Các bạn có thể là tìm cái đĩa CD này ở những cái shop bán đĩa tin học hoặc là có thể lên trên mạng download về và sử dụng nhé. Thì ok, bây giờ mình sẽ mở cái máy tính lên. Thì trước khi để làm được cái việc này á, chúng ta cần ấn liên tục cái nút delete trên bàn phím để chúng ta vào trong cái BIOS nha. Chúng ta cài đặt lại một số cái trong BIOS. Cái máy tính của mình nó đang báo lỗi thì mình ấn cái nút F1 đây. Mọi người khỏi cần quan tâm với chỗ này. Nếu bình thường thì nó không có cái này đâu. Do máy mình đang bị lỗi nên mình sẽ bấm F1 đây. Rồi, mọi người qua cái mục mà boot ở đây nè. Đó, mọi người chú ý cho mình cái dòng mà boot device priority. Priority thì hầu như máy nào cũng có hết. Rồi, ấn Enter. Rồi các bạn chọn cho mình cái dòng first boot device á, các bạn sẽ chọn là CD-ROM nhé. Chọn là cái ổ đĩa CD của mình đấy. Đây này, mình Enter ra nó có những cái mục như thế này. Thì các bạn chọn cái hàng mà nó có cái tên của cái đĩa CD đó. Rồi, sau đó mọi người chọn Enter này. Rồi, sau khi xong, các bạn ấn cho mình phím F10 cho mình phím để lưu lại. Chúng ta ấn OK, chọn OK này. Đó, chọn OK, rồi ấn Enter. Nó lưu lại và tự động nó khởi động máy lại. Rồi, chúng ta sẽ chờ một chút xíu để cho máy tính nó khởi động máy lại. Rồi, thì cái máy của mình nó đang bị lỗi chỗ này chút xíu, thì lát nữa mình sẽ chỉnh lại sau. Tạm thời mình ấn F1 để mình chia sẻ các bạn cái bài này đã. F1 này. Ok, thì đây là cái giao diện và menu của cái đĩa Iron Boot CD 15.1. Sau đó nó ra được cái này rồi, mấy bạn sẽ chọn cho mình cái mục là Mini Windows XP đây. Đấy. Chúng ta chờ chút xíu để nó load cái Windows XP. Thì đây là một cái bản Windows XP thu gọn. Bên Iron Boot á, người ta đã chỉnh sửa để người ta đưa cái bộ Windows này lên trên cái đĩa CD chúng ta. Khỏi cần cài đặt luôn, nó có thể chạy được trên đĩa CD. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái bản này để chúng ta cài đặt lại máy tính nha. Cứu hộ máy tính rất là dễ dàng. Nó giống như là cái bản Windows ngày xưa chúng ta sử dụng thôi. Ok, thì nó đã load vào được cái giao diện chính của Windows XP rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ bung cái bản God ra. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ kiểm tra thử xem cái bản God ta để đâu trước đã. Đây, mình vào My Computer nè. Rồi mình vào cái ổ dữ liệu của mình đây, ổ data. Thì mình có một cái bản God mình để ở đây. Mình có bản God để ở đây, mình đặt tên là như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ thắt này ra và mình bắt đầu mình vào cái God. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của Iron Boot nằm đây này. Đó, biểu tượng Iron Boot nằm ở đây. Nó có cái biểu tượng như vậy. Thì mọi người sẽ mở nó lên. Đó, nó sẽ ra cửa sổ như này. Tiếp theo, mọi người chọn vào cái mục là Program. Rồi chọn cho mình đến cái mục là Backup. Nha, Backup. Tiếp theo mọi người chọn cho mình là cái mục là
God Optional nè. Đấy. Rồi các bạn chọn cho mình là cái mục là God 32. Rồi. Chúng ta sẽ chờ chút xíu để nó load vào cái chương trình Norton God. Đấy, thì đây là cái giao diện của chương trình Norton God nó đã hiện ra rồi. Thì các bạn sẽ chọn tiếp cho mình là OK. Rồi, chọn vào mục Local Partition và chọn là From Email. Ở đây chúng ta đang bung cái file God ra, chúng ta sẽ chọn là From Email nha. Rồi, tiếp theo ở đây này, mình sẽ chọn cái chỗ mà mình lưu cái bản God lúc nãy. Thì lúc nãy là mình đang lưu ở ổ D, thì mình sẽ vào ổ D ở đây. Đây, cái file God của mình đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn file God này, tự động nó sẽ open ra. Đó, cái bước này mình OK nha. OK. Rồi đến cái bước này á, là nó yêu cầu mình chọn cái ổ cứng mà mình cần bung cái bản God ra. Thì ở đây mình sẽ chọn đúng cái tên cái ổ mà mình sử dụng. Thì các bạn để ý cái cột mà model nè, là nó thể hiện cái tên của ổ cứng của mình. Thì ở đây mình đang sử dụng cái ổ WDC này, 80 này. Thì mình sẽ chọn đúng cái ổ này. Rồi sau đó mình OK. Rồi đến cái bước này là quan trọng nhất. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là chọn cái phân vùng, phân vùng C hay phân vùng D để bung cái bản God ra. Thì chúng ta phải chọn đúng cái phân vùng. Nếu chúng ta chọn sai phân vùng á, nó sẽ làm mất hết dữ liệu và có thể làm hư cái phân vùng của chúng ta. Thì cái Windows là chúng ta hay cài lên cái ổ đĩa C, thì chúng ta sẽ chọn ổ đĩa C để cho nó bung Win lên. Rồi tiếp theo chúng ta ấn OK. Rồi đến bước này nó hỏi chúng ta có thực thi hay không. Ta chọn Z. Đấy, thì nó sẽ bung cái file God của chúng ta. Thì cái quá trình này nhanh hay chậm là nó phụ thuộc vào cái máy tính chúng ta. Nếu máy tính mà mạnh á thì nó sẽ chạy rất là nhanh, còn máy tính yếu thì nó chạy hơi lâu. Thì đến cái bước này chúng ta có thể là để đó đi làm việc khác, hoặc là pha một cốc cà phê ngồi chờ đợi ha. Rồi mình sẽ để đây cho nó chạy. Chạy xong rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nha. OK, còn một chút xíu nữa thôi là xong rồi. Ta chờ một tí nữa. Đó, thì sau khi mà nó chạy xong đó, nó sẽ hiện lên cái bảng là Clone Complete. Thì lúc này chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút Reset Computer để nó khởi động lại máy tính lại là xong. Đây, nó sẽ khởi động máy lại. Cái bước này á, là cái máy của mình nó đang bị lỗi nên mình phải ấn F1 nha. Còn nếu mà bình thường là nó không có chỗ này đâu. Các bạn đừng quan tâm chỗ này nha. Rồi. Rồi đến cái bước này á, thì các bạn sẽ chọn cho mình là Boot from Hard Drive nha. Boot from Hard Drive. Bấm vào đây. Nó sẽ chạy vào Windows cho chúng ta. OK, máy tính đã khởi động lại và đã vào tới cái màn hình chính của Windows. Thì cái bản God này của mình là mình God cái Windows 7 nha, cho nên là nó sẽ vào cái Windows 7 như thế này. Rồi mình sẽ kiểm tra lại một số thứ ở trong máy coi xem nó đã OK chưa. Nếu mà OK thì coi như cái quá trình mà phục hồi Windows của mình đã hoàn tất. Mình đã phục hồi xong cái Windows này của mình.
và việc còn lại bây giờ là mình chỉ việc sử dụng thôi. Tất cả những cái phần mềm mình cài đặt trong này nó đã trở lại như cũ ha, Windows đã trở lại như cũ như lúc mới cài đặt máy, và phần mềm đã trở lại rất là sạch sẽ nha. Ok, thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và mình hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể là tự mình có thể phục hồi lại cái máy tính của mình như trạng thái lúc mới cài đặt một cách nhanh nhất, để các bạn không phải mất công mang ra tiệm cài đặt lại, cũng như là bị mất phí ha. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo nha.